Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Phiên bản Founder Edition của dòng card game RTX 3000 series năm nay rất đẹp. Không một ai có thể phủ nhận được điều đó. Chỉ có một điều đáng tiếc rằng không phải ai cũng có thể mua được phiên bản Founder Edition chính hãng cả, hoặc chí ít là ở Việt Nam. Điều đó gần như là không thể. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể mua phiên bản sách tay. Cái đấy thì mình không nói. Vì thế, mình sẽ mang tới cho các bạn những sự lựa chọn khác. Các phiên bản được custom lại tới từ những hãng thứ ba có mức giá phải nói là cực kỳ hữu nghị. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem liệu ba phiên bản mình mang tới cho các bạn trong video ngày hôm nay có đáng mua hay không nhé. Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu video thôi. Tóm tắt nhanh về mặt hiệu năng của RTX 3070 bằng một câu nói vô cùng đơn giản: mạnh hơn RTX 2080 Ti. Dành cho bạn nào chưa biết thì RTX 2080 Ti khi mới ra mắt là dòng card game đầu bảng dành cho PC của Nvidia, có mức giá đề xuất là 1.199 USD, và RTX 3070 với hiệu năng mạnh tương đương. Thế nhưng cái mức bán lẻ đề xuất ấy chỉ có khoảng 499 USD, tức là rẻ chưa tới một nửa khi so với RTX 2080 Ti. Nếu như các bạn đang cần tìm kiếm một đối trọng cho các tựa game ở nhà của các bạn thì có vẻ như RTX 3070 sẽ là sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Quay trở lại với ba mẫu card game mình đang có ở đây. Đầu tiên, như các bạn có thể thấy được thì đây là phiên bản đến từ Inno3D iChill X3. Phía bên trên đây là PNY, và cuối cùng phiên bản nằm ngoài kia sẽ là phiên bản tới từ Colorful, đây là logo của iGame. Nếu bạn nào chưa biết thì đây cũng là một dòng card, ba dòng card tương đối đắt tiền đến từ ba hãng. Và kích thước lần lượt của ba mẫu card game sẽ là Inno3D sẽ dài khoảng 300 mm và nặng 1.319 g, iGame sẽ dài 310 mm và nặng 1.179 g, và cuối cùng PNY sẽ dài khoảng 290 mm và nặng 1.070 g. Lời khuyên của mình dành cho những bạn nào chuẩn bị mua ba em này về để phục vụ cho nhu cầu cá nhân thì các bạn nên mua những vỏ cây ví dụ như NZXT, H510, Cooler Master, Master Cake hoặc Corsair 275R và vân vân, rất nhiều mẫu card game khác. Và một mẫu main có khe PCIe được bọc thép, một bộ nguồn có công suất từ 650W và phải tới từ những hãng nổi tiếng nhé. Nguồn phải tới từ những hãng nổi tiếng thì phải đảm bảo công suất thực. Và dĩ nhiên không thể thiếu được là giá đỡ VGA, và An Phát chúng mình cung cấp đầy đủ những phụ kiện như vậy. Các bạn nếu quan tâm, đường link sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về phiên bản có mức giá thấp nhất RTX 3070 iChill X3 có mức giá bán lẻ là 16.099.000 đồng. Và mình cần phải nhấn mạnh lại rằng đây là phiên bản cao cấp của Inno3D, thế nên thiết kế rất ấn tượng. Toàn bộ khu vực ốp xung quanh này sẽ được pha lẫn giữa nhựa và kim loại. Thì lý do để làm việc này mình sẽ giải thích rất đơn giản thôi. Vì việc pha lẫn thêm nhựa giúp card nhẹ hơn một chút xíu và để hiển thị khu vực LED RGB cực kỳ lớn khi các bạn đặt ngang những mẫu card loại này vào vỏ cây. Backplate của VGA RTX 3070 iChill X3 được đục các họa tiết rất giống với logo của iChill, thì việc đục lỗ này sẽ tăng cái tính đối lưu gió trong vỏ case các bạn, và dĩ nhiên tính thẩm mỹ cũng được tăng cao. Một cái quan trọng nữa đó chính là card của các bạn sẽ nhẹ hơn một chút. Thì hệ thống tản nhiệt bên trong bao gồm rất nhiều ống đồng và các lớp nhôm tản nhiệt, và diện tích tiếp xúc đã tăng lên tận 57%. Thì diện tích tiếp xúc tăng cao sẽ giúp cho tản nhiệt cho toàn bộ khu vực cấp điện cho phần GPU sẽ hiệu quả hơn. Và hiệu quả như nào thì mình đã có test rõ ràng với phần mềm Firmax. Thì với chế độ Fast Auto và Stress Test 100% thì nhiệt độ sẽ đạt khoảng 68 độ C. Và khi mình đạt tốc độ quạt lên tận 100%, mình chỉnh tay thì nhiệt độ sẽ còn khoảng 59 độ C. Tiếp tục sẽ tới một phiên bản nhỉnh hơn hẳn 100K. Hẳn 100K luôn nhá. Đây là phiên bản Colorful iGame. Đây, phiên bản được mình đặt ở ngoài đây. Và dĩ nhiên, đây sẽ là phiên bản cao cấp của Colorful. Điểm nhấn đặc trưng trên phiên bản RTX 3070 iGame đó chính là phần màu sắc. Phần màu sắc này có rất nhiều tên gọi. Các bạn có thể gọi là các họa tiết Gravender hoặc là Black Inverted gì đó, hoặc là tùy theo ý các bạn thôi. Thì được bố trí đều xung quanh, từ phần mặt trước ra đến phần mặt sau. Nếu như vỏ case các bạn sử dụng nhiều pha LED RGB thì phiên bản RTX 3070 iGame của Colorful sẽ là sự lựa chọn vô cùng chính xác. Bởi vì khi các bạn cắm mẫu card game này vào thì cái khu vực được trang trí xung quanh đây nó sẽ tạo cho bạn cái cảm giác giống như là có đèn LED RGB. Và dĩ nhiên Colorful vẫn trang bị đèn LED nha. Thì bên trên này khu vực logo iGame sẽ trang bị đèn LED. Đương nhiên rồi, giờ LED RGB không có thì người ta bảo quê mùa thì sao. Còn lại thì phần thiết kế của phiên bản RTX 3070 iGame mang tới cho mình một cảm giác kiểu hơi lạ một chút. Thiết kế vuông thành sắc cạnh ở mọi góc nhìn. Nếu như bạn nào không tin thì khi mình thao tác mình cắm ra rút vào và mình đã bị đứt tay bởi vì nó quá sắc, kiểu nó vuông quá, kiểu gaming ấy. Thì từ các cái trang bị thiết kế nhá, từ cái phần logo trang bị ở đây này, phần logo này, phần phông chữ này, cả phần
hoặc các họa tiết hoa văn thì đều vuông thành sắc cạnh giống nhau cả. Và hệ thống tản nhiệt trên Colorful iGamer RTX 3070 cũng rất tốt, với 6 ống đồng được đặt đều ở hai bên với các lá nhôm siêu dày đặc. Và bản thân mình khi mà trang bị test qua thì mình nhìn thấy hệ thống cánh quạt đây sẽ có hai cánh quạt to và một cánh quạt nhỏ. Thì với hai cái cánh quạt to này thì sẽ một công nghệ mà Colorful gọi là tên vô cùng mỹ miều, gọi là Storm Chaser. Thì với hệ thống này thì 13 cánh quạt trên hai fan ngoài cùng sẽ được uốn cong một chút để tạo cho cái luồng khí áp đẩy vào khu vực heat pipe được hiệu quả hơn, thì qua đấy nhiệt độ của phần GPU sẽ được mát hơn. Có lẽ thì một vì lý do đấy cho nên những backplate làm sau được làm từ kim loại đã không được đục lỗ giống như các phiên bản khác. Và khi mình tìm hiểu thực tế bằng phần mềm Firmware, không gì ngạc nhiên cả. Khi mà nhiệt độ mà rất ổn định nhé, không hề có hiện tượng biến động nhiệt, và mức nhiệt ổn định khoảng 68 độ C khi là fan speed auto. Còn nếu như mình để fan speed lên tối đa thì nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn 57 độ C. 57 độ C là nhiệt độ rất mát đấy, và dĩ nhiên test trong phòng điều hòa. Và cuối cùng sẽ là nhân vật có mức giá đắt nhất. Thôi đừng nhầm nhá, không phải đắt quá hay so 3 phiên bản này đâu, bởi vì chỉ đắt hơn một chút xíu thôi. Thì đây là phiên bản PNY RTX 3070 XRR có mức giá bán lẻ đề xuất là gần 17 triệu đồng. Và PNY là một hãng sản xuất tới từ Mỹ, thế nên mức giá có cao hơn hai cái hãng này là một chuyện mình thấy rất bình thường và không có điều gì khó hiểu cả. Và khi các bạn nhìn vào phần thiết kế xung quanh đây thì thiết kế lạ hơn rất nhiều khi so với iChill X3 cũng như là Colorful iGame. Đã không còn những cái họa tiết kiểu vuông thành sắc cạnh nữa, và bây giờ sẽ là khu vực tròn trịa bo xung quanh. Và phần ở giữa đây, nếu như các bạn nào mà thường xuyên sử dụng các cái thiết bị đến từ Mỹ thì thiết kế này rất giống với cả đồ họa của EVGA. Thì đối với phiên bản này thì mình nghĩ các bạn nên dựng dọc VGA ra thay vì dựng ngang, bởi vì khu vực đặt LED RGB được đặt ở đây, khu vực này, ngay khu vực này. Thì việc các bạn mà để ngang cái vỏ cây xuống thì các bạn dựng ra thì không nói làm gì. Còn nếu bạn để vỏ cây dọc như thông thường và cắm VGA ngang thì khi đấy phần LED RGB sẽ bị che đi, thì bạn dựng dọc lên thấy được cái phần LED RGB như này. Và điểm nhấn nổi bật trên PNY đó chính là về phần khu vực dành cho miếng backplate và cái khu vực đằng sau cổng IO nữa. Thì đây là cái khu vực được cải tạo họa tiết hoa văn từ tổ ong và họa tiết lục giác tùy theo cách các bạn gọi, thì vừa giúp gạc nhẹ đi một chút thế nhưng vẫn giữ được cái kết cấu bền bỉ vốn có. Và miếng backplate của PNY được làm từ nhựa, không phải làm từ kim loại nha, bởi vì nhưng mà xung quanh cũng vẫn được bọc từ kim loại thôi là được rồi, cần gì nhiều đúng không? Hệ thống tản nhiệt trên mẫu VGA RTX 3070 tới từ PNY các bạn sẽ có tổng cộng là 6 ống đồng và hệ thống những cái lá nhôm đương nhiên rồi vẫn rất dày đặc. Tuy nhiên ấy, các bạn sẽ không thể nào nhìn được, tất nhiên bởi vì mình để xa mà các bạn không nhìn được là đúng rồi. Nhưng các bạn khi các bạn mua về thì toàn bộ đã được bọc xung quanh rồi, tức là toàn bộ khu heatsink được bao bọc hết rồi, chắc chắn các bạn sẽ không thể nào sờ được vào đâu. Và việc đứt tay giống như mình thì việc đấy sẽ không thể xảy ra. Và ba quạt ở ngoài cùng, ba quạt này trông có vẻ kiểu không có gì đặc biệt cả, chỉ là ba quạt với kích thước bằng nhau. Thế nhưng khi mình stress test bằng Firmax thì đây là mẫu cạc đồ họa cho mức nhiệt độ lý tưởng nhất, khi mà nhiệt độ chỉ đạt 61 độ C với mức fan speed auto. Và mình đã có thử mắc fan, khi đấy nhiệt độ giảm xuống còn thấp hơn nữa cơ, chỉ 52 độ C. Và dĩ nhiên sẽ là phần test hiệu năng của ba mẫu cạc đồ họa này ngay bây giờ. Như các bạn đã thể thấy được trong suốt quá trình test hiệu năng, sự khác biệt thực sự nằm ở cái tên cũng như là nhiệt độ của ba mẫu card đồ họa. Mức biến động về hiệu năng gần như là không có thay đổi nhiều, tất nhiên là vẫn khác biệt, thế nhưng mình đánh giá là cũng xem nhau thôi, bởi vì đều sử dụng nhân đồ họa Ampere RTX 3070. Tính năng ăn tiền của RTX 3070 trở thành mẫu card đáng mua nhất đó chính là DLSS 2.0. Vào thời điểm 2018 khi NVIDIA giới thiệu lần đầu tiên cái tính năng này, mình thấy thực sự là rất hữu ích, nhưng loại không đi kèm theo thực tế sử dụng. Thế nhưng sang tới thế hệ tiếp theo, tức là thế hệ 2.0, câu chuyện đã khác hơn rất nhiều. Điển hình là tự đem Watch Dogs Legion được mình test vừa rồi. Max setting trên độ phân giải 2K, bật mắc cả ray tracing. Thế nhưng FPS vẫn qua được 80 FPS,
tất cả là nhờ tính năng DLSS 2.0 của NVIDIA đã giúp game chiếu ra được hình ảnh chất lượng cao từ hình ảnh có chất lượng thấp, thế nên sẽ tối ưu được phần cứng tốt hơn, thì qua đấy FPS sẽ được cao hơn. Lựa chọn của các bạn là phiên bản cao đồ họa nào? Nếu cá nhân mình có cơ hội lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn phiên bản iGame, bởi vì phiên bản iGame RTX 3070 có phím tắt vô cùng thú vị. Cái phím tắt đấy sẽ giúp các bạn điều chỉnh giữa chế độ Balance hoặc chế độ OC. Vậy thì ý kiến các bạn như nào? Hãy cho chúng mình được biết ở ngay dưới mục bình luận. Đường link của 3 sản phẩm dĩ nhiên sẽ ở ngay dưới phần mô tả của video. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ bất kỳ video clip mà chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.